Ngày mới sóng biển, xin chào quý vị khán giả trong nước và ngoài nước, an tâm bà ăn vào. Hôm nay thì mùng 3 tháng 11 năm 2022 thì sóng biển sẽ nấu cháo bí đậu xanh. Thì sóng biển có đậu xanh cà với một chén gạo với một nửa trái bí ha cả nhà ha. Thì bây giờ sóng biển sẽ đi do gạo với do đậu xanh để xuống biển cùng bỏ vô nấu cho nó trước, rồi xuống biển sẽ gọt bí sơ ha cả nhà ha. Thì đậu xanh với bí này á, thì gạo với đậu xanh xuống biển sẽ nấu trước cho nó một hồi, khoảng chừng một tiếng sau, 10-15 phút sau xuống biển sẽ cho bí vô. Thì nấu cháo đậu xanh với bí gạo này á thì mình ăn với đường, muối. Cả nhà mình muốn ăn muối cũng được, muốn ăn đường cũng được. Thì chính cho ra đối với sóng biển á, thì sóng biển ăn với thịt kho khô. Tại vì ngày hôm qua sóng biển kho thịt kho quẹt á, còn thì bây giờ ở ngoài trời cũng lạnh lắm cả nhà. Mà không biết có thể là đài báo thì có coi trên đài trên nêu thì nó báo là cả tối nay sẽ có tuyết, nhưng mà không biết có không thì mình không chắc nha cả nhà ha. Thường thường thì tới tháng 12 mới có, chứ không có qua canh Covid mới có, qua Noel mới có, tới tay mình mới có, chứ không có hôm nay. Nhưng mà hồi nãy xuống biển đi trên đường đi về rất là lạnh, khởi cả khói luôn á cả nhà. Đó là vậy, mình thấy vậy á. Mình thì mùa này thì mình ăn những cái gì ấm 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 cho nó ấm người ha cả nhà ha. Thì sóng biển sẽ nấu cháo đậu xanh với bí gạo với gạo nha cả nhà ha. Mời cả nhà cùng sóng biển cùng chúng ta nấu cháo ăn trong mùa lạnh này ha cả nhà ha. Thì trời lạnh lạnh này thì không có gì bằng cháo ấm nè, phở cũng ấm nữa, thì có hai loại đó thôi. Nhưng mà phở thì chắc có thể là tuần sau sóng biển sẽ nấu phở gà. Sóng biển sẽ đi mua gà đi bộ của mình á, với xương gà thì sóng biển lấy cái nước sóng biển nấu, rồi gà đi bộ sóng biển luộc lên mình chặt ra rồi mình làm phở hết cả nhà ha. Thì bây giờ sóng biển sẽ nấu một nồi cháo đậu xanh với bí gạo hết cả nhà ha. Bí gạo ở Mỹ này rất là ngon, cả ai ở Mỹ này cũng biết là bí gạo ở Mỹ này rất là ngon, nó dẻo, rất là dẻo. Rồi chúng ta sẽ đi sa chế những cái gạo với đậu trước nha cả nhà ha. Rồi chúng ta quay lại chúng ta sẽ gọt bí, rồi cả nhà gọt bí cho cả nhà, giờ mình coi mình gọt bí nha. Ok cả nhà ơi, bây giờ sóng biển đã vo gạo xong, rút gạo xong, nhưng mà sóng biển nấu gạo của Mỹ nha cả nhà. Nấu cả nhà muốn ăn cháo ngon á, cả nhà lấy gạo của Mỹ nấu cháo rất là ngon, nó ngon hơn cả gạo Việt Nam mình nhiều. Thường thường á, gạo Mỹ nấu cháo nó ngon lắm nha cả nhà. Thì bây giờ sóng biển để chờ cho nước sôi, rồi sóng biển sẽ thả gạo với thả đậu xanh vô ha cả nhà ha. Bây giờ sóng biển sẽ để nó ra một bên, sóng biển sẽ để cho gạo với một bên, rồi sóng biển đi làm bí ha. Chúng ta sẽ đi làm bí ha cả nhà ha. Đây, gạo sóng biển sẽ rút không, sóng biển để cho nước thôi thiệt, rồi sau sóng biển sẽ thả gạo vô, lúc đó gạo nó mới ngon nha cả nhà. Cả nhà đừng có thả gạo vô trong mà đút nước nào. Nấu cháo này á, cả nhà cho nó nước thì cà xoa cho cả nhà thả gạo vô, rồi cái đầu cả nhà đậy nắp lại, xong khoảng 10 phút sau thì mình lấy cái ra. Cả nhà đừng có đậy bằng cái nắp nó xích, là nó hơi nó nhiều lắm. Cái nhà đậy bằng cái nắp dung mình cũng được, để cho nó hầm cái hộp gạo cho nó mềm á cả nhà. Đặng mình hồi cái mình cho bí vô ha. Bây giờ sóng biển sẽ đi làm bí. Sóng biển mời cả nhà cùng sóng biển gọt bí ha cả nhà ha. Chúng ta cùng nhờ vô gọt bí nha. Cả nhà ơi, sóng biển có nửa trái bí, bây giờ sóng biển sẽ gọt hai cả nhà ha. Bây giờ chúng ta sẽ gọt bí để mình nấu cháo ha.
Đây là bí để mình nấu cháo ra cả nhà ha. Để xuống biển gọt bí rồi xong rồi mình đổ gạo vô. Thì xuống biển sẽ gọt bí. Mình nấu cháo sáng mình ăn. À, cả nhà cùng với xuống biển gọt bí nha. Chúng ta sẽ gọt bí để mình nấu cháo nha cả nhà ha. Bây giờ xuống biển sẽ gọt bí. Để mình gọt bí ha cả nhà ha. Giờ cũng khuya là cũng 11, cũng 1 giờ mấy rồi. Thì xuống biển tại vì mới đi làm về lúc 12 giờ mà. 12 giờ về nhà, trời lạnh đó cả nhà. Nấu cháo bí đậu xanh. Cháo đậu xanh với bí gỡ nha cả nhà ha. Thì chúng ta sẽ gọt cái cả nhà ha. Đây, theo ý này ăn qua trong ha chơi. Ăn qua bí này đó, xuống biển mua 3 lần 99 một trái. Xuống biển nấu canh hết nửa trái. Còn nửa trái thì bây giờ xuống biển sẽ nấu cháo. Chúng ta sẽ nấu cháo bí ăn ha cả nhà ha. Bí mình nấu cháo mình cũng gọt cho sạch vỏ luôn. Bây giờ thấy xuống biển gọt nha. Chúng ta hãy gọt bí cho mọi người nấu cháo ăn. Cháo bí ăn cho nó tốt, nó tốt vào sức khỏe mình nữa. Nó chị về tiểu đường á cả nhà, mà tại xuống biển á không có thời gian sáng mình là xay uống cũng được, xay sinh tố á cả nhà. Mà xuống biển không có thời gian xay ăn, chị nhức đầu á cả nhà, chị nhức đầu cũng được mà, chị mất ngủ cũng được nữa cả nhà. Mà ăn mình ăn quen á, ăn như nó chị mất ngủ hay lắm á. Vậy xuống biển sẽ gọt cho nó hết luôn. Cái bệnh bí ở Mỹ này cả nhà biết không, nó dẻo lắm, nó rất là dẻo. Nó dẻo còn hơn khoai lang nữa đó. Ra thì người ta nấu cháo khoai lang ha. Còn mình nấu bí với đậu xanh đó, cho nó ngon. Đây, xuống biển gọt được miếng này à. Xuống biển để đây. Rồi mình sắt, mình rửa mình sắt nó. Vỏ thì mình để qua một góc này. Mình làm tới đâu thì mình hãy dọn tới đó cho nó sạch sẽ. Rồi mình không có, cái bàn mình nó không có dơ. Đây. Mình nấu bí đậu xanh á, ăn cho nó khỏe, cho mát. Nó vẫn sẽ mặn chua. Đây. Chúng mình sẽ sắc nha cả nhà ha. Đây, mình sẽ sắc cái nửa cái bí này. Ra chúng mình sẽ gọt nó. Gọt bỏ cùi. Mình làm tới đâu là mình phải dọn cái đó cho nó sạch cái bàn của mình. Tại cái này mình nấu cái nồi áp phích đó cả nhà. Nấu trong nhà nó không có nấu thịt cá, nó không có hơi. Chúng biển sẽ gọt cơm xong rồi chúng biển sẽ nấu cháo. Nó đỡ lạnh, trời ở ngoài hơi lạnh lạnh á. Mấy Việt Nam thì ha, dễ. Những ngày này chúng ta có thời gian mình nấu ra là mình pha cơm sáng mà mình có nồi cháo mình ăn. Mình ăn với muối cũng được, ăn với đường cũng được, mình ăn với cá kho quẹt, ăn với thịt kho quẹt cũng được. Tại trong biển còn đâu miếng thịt kho quẹt vậy đó. Tại trong biển cũng thích ăn cháo. Cơm thì trong biển không thích ăn. Cơm nấu thì nấu vậy thôi chứ còn không bị ăn cơm, không bị ngán. Nhưng mà ăn cháo hay là ăn bún, bún thì ăn cũng hơi cũng không thích gì mấy. Nhưng mà hủ tiêu phở thì thích. Phở cả nhà cho không bị ăn ngày này ăn ngày nọ, không bị ăn hoài cũng được. Nhưng mà cơm cả nhà cho không bị ăn ha, hai bữa là rồi, không bị chạy rồi đó. Cơm mà cho không bị ăn bữa nay một ngày, mai cho không bị ăn một ngày nữa rồi, không bị sợ lắm. Không bị không có ăn cơm nhiều,
ăn cái gì ha, có nước thì trong biển ok, chứ còn ăn khô ra thì trong biển sạch. Rồi muốn ăn cơm nữa, cho trong biển ăn cơm thì phải có canh, có miếng canh trong biển hấp. Trong biển thì ăn cũng vậy đó, chứ còn khi trong biển ăn cơm không, trong biển không có ăn đâu. Ăn cơm mà ăn ngày này mà qua ngày kia rồi thôi, trong biển không có ăn. Mà hả, về Việt Nam cũng vậy, trong biển cũng ít có ăn cơm á, thì quen à. Đi làm thì cũng quen. Sáng ở nhà hôm qua trong biển nấu cơm, nấu miếng cơm ăn với miếng canh á, xong rồi cái đi ra ngoài làm cho tới tới 9 giờ tàu 8 giờ buổi tối. Đi ngang chỗ trong biển làm, nó có cái quán phở Việt Nam, nó bán cũng ngon lắm. Hai vợ chồng cũng dễ thương, nó bán nó phở cũng ngon lắm. Ngày nào xuống biển cũng qua đó ăn hết, rẻ mà ngon nữa. Xuống biển sẽ lấy hột, lấy hột ra rồi đó hả, mình đi dẹp rồi cái mình xách vô đây, cái mình đi rửa cái đầu ra, cái ngồi khoảng chừng 20 phút sau, nửa tiếng sau để mình bỏ ví vô được rồi. Rồi cháo nó đang sôi, vậy con biển sẽ móc cái hộp nó ra ha cả nhà ha. Vậy con biển sẽ cho nó vô mâm, con biển sẽ móc cái hộp nó ra. Cái hộp đây thì nó ví đây thì nó không có hộp như Việt Nam mình nhiều, mà nó dẻo lắm, nhất là dẻo nha cả nhà. Bí ở đây nó rất là dẻo nha cả nhà, thấy không, nó không có hột như Việt Nam mình nhiều, nó ngọn cái vậy á. Ở đây cái bí nó bán ngọn lắm nha cả nhà, một trái bằng cái chén á cũng bán 3.99, mà một trái mười mấy 20 pound nó cũng bán 3.99. Có một trái ha bự hành xà ná luôn, nó cũng bán 3.99 một trái. Mà còn cái trái bằng cái chén cũng vậy. Hôm qua xuống biển nè, lấy cái trái bí kia kìa, ở đây là con cái chén gì nè. Xuống biển tính mua nhỏ nhỏ về mình nấu cho nó gọn ra tính tiền. Cái thằng kia nói mày lấy cái này cũng vậy, mày ra lấy trái bự đi, bự nhỏ vậy cũng vậy hả. Thôi xuống biển lấy trái này cũng vừa, có không bự mấy, cái này khoảng chừng nằm bao có mấy, là 4 bao à, 3.99. Không biết tiền Việt Nam thì xuống biển không biết nhiều thì chăng chưa, xuống biển không biết, tại vì xuống biển cũng ít có quan tâm tới tiền Việt Nam lắm, không có biết là 1 triệu hay là bao nhiêu tiền, chăng xuống biển cũng không có gặp. Tại vì Việt Nam thì xuống biển cũng không có đi, ít có đi đổi lắm, là nhờ người nhà bà con đi đổi, em hay là chị gì có xuống biển đi đổi thôi, chứ không biển quá có đợi. Người cháu có xuống biển đã sôi rồi kìa, người ăn biển đổ gạo vô rồi sôi rồi, nấu với đậu xanh sôi. Bây giờ xuống biển sẽ sắc bí đao hay bí gợi cả nhà ha, rồi chúng ta sẽ sắc ha. Ta sẽ sắc bí ra, ta sẽ sắc bí ra, bí mình cũng gọt sạch sẽ rồi. Giờ xuống biển sẽ sắc bí ra, mình đừng có sắc miếng bự quá nha cả nhà, sắc bự quá không có ngon. Có nhiều người ta lấy miếng bự mà xuống biển không thích, xuống biển sắc mỏng mỏng gì đó, khi mà mình múc ra cháo nó chín thì mình nó ăn cũng ngon. Đây miễn sẽ sắc ra nấu. Rồi sáng thì sáng cả nhà ăn miễn thì nấu là gì ăn. Miễn thích ăn mấy cái cháo, sáng ngủ dậy cái miếng cháo mình húp cho nó khỏe, mình ngủ dậy cái mình tới giờ mình đi làm cái cháo mình nó chơi nó ngon. Mình nấu khoảng gần 20 phút rồi cháo mình nó chín rồi, tại vì nấu cái nồi bắp phích này nó lẹ lên cả nhà ơi, chứ không phải như nấu với cái nồi kia mất công. Mình
chứ ngồi nói chuyện cả nhà chứ nó cũng nở rồi đó. Rồi không biển sẽ cho cả nhà coi ha, coi nó nở cỡ nào. Để không biển cắt nó ra, không biển sẽ đi rửa nó lại. Cái da thì nó nhỏ quá. Ui giờ mai chờ đổ ra cậy được bỏ lớp miếng ra, nó ta sẽ đi đi rửa cho nó sạch cái nhà. Rồi chúng ta sẽ rửa cho nó sạch rồi chúng ta sẽ cho nó chín luôn. Nấu cái nồi cháo này cho mình sáng mình ăn cho nó ấm bụng, ấm bụng chiến sĩ. Cái gì cũng vậy, mình nấu nồi cháo ăn cho nó ấm. Cái nhà nấu ra đây thì cái nhà ăn cho nó cũng ngon lắm. Cái này thì chắc ở Mỹ này cũng ít có ai làm lắm. Việt Nam mình thì thường thường thì cũng có mấy chị mà đồ làm, còn ở Mỹ này thì cũng có rất hay làm. Đây thì không có thời gian, nào cũng không ai xuyên đâu mà làm. Nó cháu bí là đậu xanh, đậu đỏ đây, đậu xanh với làm mà đậu xanh nấu với bí đao, nấu với bí gợ với gà, nó cháu với gợ đậu xanh nè, với bí chưa có ai ăn. Ở Mỹ này cũng có nhiều người ta cũng không biết đâu. Ít ai biết, cũng có mà ít lắm. Không như mấy ông mấy người lớn tuổi như sông biển hay gì kìa, các cô các chú lớn hơn sông biển này kia rồi, cỡ tuổi sông biển thì biết, chứ còn như mấy người mà trẻ trẻ khoảng 30, 40 30 mấy 40 trở lại không biết rồi. Nhưng mà cỡ sao khoảng 70, 60 rồi kia, cỡ tuổi sông biển trở lên thì biết. Từ hàng năm trở lên thì có thể là còn tháo ở Việt Nam thì có thể biết. Như là sóng biển đi qua đây thì lúc sóng biển 23 tuổi và sóng biển cũng 59 tuổi rồi thì nó cũng không cũng, nhưng mà 59 cỡ tuổi sóng biển thì ra đường người ta không biết mình 59 đâu, cỡ tuổi sóng biển khoảng chừng 40, 50 trở lại à. Ok, bây giờ sóng biển đã xong. Sóng biển sẽ đi cho cả nhà chờ sóng biển chút xíu. Cả nhà ơi, bây giờ cháo chúng ta đã sắp nhừ rồi cả nhà. Đây, nồi cháo chúng ta đang nấu đây. Cả nhà thấy không, ngon không? Rất là ngon nha. Thì bây giờ sóng biển sẽ cho bí vô ha. Khoảng chừng 5 phút nữa sóng biển sẽ cho bí vô để cho cháo nó hơi mềm chút đi cả sóng biển. Cháo này nó đang nở đây. Nhà thấy lẹ không? Sóng biển con mắt đóng hơn cái bụng. Giờ sóng biển thì múc bớt cháo ra. Thôi bớt cái bớt gạo ra. Cái nhà chờ sóng biển một xíu nha. Múc bớt gạo ra. Bớt bớt cháo trắng ra. Rồi còn mình nó nhiều quá mình không có ngon nha cả nhà. Nãy sóng biển con mắt đói hơn cái bụng. Nên chỉ nó nở nhiều quá. Sóng biển sẽ lấy nó ra, sóng biển cho nó bớt lại. Con mắt của chúng ta mắc đói hơn cái bụng ha cả nhà ha. Bây giờ sóng biển sẽ để nó đây cho nó cho nó nhừ đi. Một hồi sóng biển ra ngoài lại cho cả nhà coi nồi cháo chúng ta đã nấu ha cả nhà ha. Cả nhà ơi, giờ mà sóng biển đổ bí vô đây nè cả nhà. Mình đổ bí vô rồi nè. Nó bí cho đặng cho nó chín ha cả nhà ha. Bí chín nữa là nồi cháo chúng ta đã có một nồi cháo cho bí ăn ha cả nhà ha. Cháo bí nấu với đậu xanh ha. Mời cả nhà thưởng thức cái sóng biển nha. Thì giờ nó sẽ vô đây à. Nhưng mà nó hơi lặn, hơi đặc. Sóng biển sẽ cho chút xíu nước nữa vô. Cả nhà chờ sóng biển chút xíu nha. Cả nhà ơi, giờ sóng biển khoảng chừng 5 phút nữa, 10 phút nữa là cái nồi cháo chúng ta có nồi cháo bí ăn ha cả nhà ha. Cháo bí nấu với đậu xanh ha.
cho nó chín bí ha. Giờ chúng ta sẽ cho nó chín bí. Cả nhà ơi, bây giờ nồi cháo có sóng biển đã xong rồi cả nhà, đã chín đây nè. Bây giờ cả nhà thấy ngon không? Rất là ngon ha. À, cả nhà thấy ngon thì ưng bụng thì cho sóng biển một like và một lượng like, một lượng sau một lượng chia sẻ nha cả nhà. Thì bây giờ cũng đã phia rồi thì sóng biển không có múc gato được, cả nhà cũng thông cảm nha. Bây giờ sóng biển phải đi ngủ, bây giờ là cũng gần 2 giờ sáng rồi cả nhà. Thì cả nhà sóng biển chúc bên Việt Nam một buổi trưa, buổi chiều ăn lành và hạnh phúc, có một buổi cơm ngon và mừng gia đình nha cả nhà. Thì bây giờ bên mình thì cũng làm 2 giờ sáng rồi. Thì bên mình 2 giờ sáng thì có những cái tiểu bang như vậy thì cũng đâu 7-8 giờ sáng, 6-7 giờ sáng. Thì sóng biển chúc cả nhà một ngày mà mới ăn khang và thịnh vượng trong cuộc sống nha cả nhà, cho niềm vui ha. Ok, máy bay cả nhà. Cả nhà ơi, cho mình sóng biển một lượng like và một lượng xem, một lượng chia sẻ nha cả nhà. Và cho sóng biển một móng tay ha, sóng biển có động lực để sóng biển trong cái nấu những cái đồ nóng trong ngày gió lạnh tiết này ha cả nhà ha. Thì có thể là mai sóng biển sẽ cách nấu những cái gì ngon ngon rồi sóng biển sẽ up lên cho cả nhà coi ha. Thì giờ cái nồi cháo này là cháo đậu xanh nấu với bí gợt. À, thì mời cả nhà dùng thưởng thức sóng biển nha. Có gì sơ sót thì cả nhà bỏ qua cho sóng biển nha. Thì mình nấu những cái món ăn này thì mình nhớ lại những cái kỷ niệm xưa mình còn ở Việt Nam đó cả nhà ha. Ở lúc mình còn thơ ấu ha. Thì thường thường á thì mấy cái món này á thì cỡ tuổi như là tuổi như bây giờ thì cũng khó mà nấu lắm. Thấy cả nhà ha. Thì bí đao nấu cháo sườn, bí đao nấu cháo đậu xanh, rồi bí đao nấu chè đậu xanh, bí đao nấu kiểm này kia ha, bí gỡ nấu kiểm chứ, phải miếng cả nhà. Cái gì cả nhà cho cầm lên cho mình biết nha, tại vì mình đi cũng 30 mấy năm ở Mỹ rồi thì thường thường mình cũng không có hiểu những cái hải đâu. Mà có đúng không nha cả nhà, thì cả nhà cho mình cầm lên nha. Phải bí gỡ để mình đi nấu kiểm không cả nhà ha. Rồi bí gợ làm hầm bột bán, bột phai với đậu xanh rồi nấu cúc dừa ha cả nhà hả? Có gì thì cả nhà cho mình ý kiến ha. Thường thường thì mình cũng không có hiểu nhiều những cái gì ở bên Việt Nam á cả nhà. Cả nhà cái gì mình có nói gì sơ sót cả nhà bỏ qua cho mình nha. Ok, bye bye, see you tomorrow, I love you somebody. Daddy bye, daddy with nói nên Việt Nam, with afternoon Việt Nam. Chúc Việt Nam một buổi winner rất là ngon miệng ha. Bye bye. Giờ này cháo chúng ta đã chín nè. Ta sẽ đi ngủ. Ok. Nhà ơi, rất là ngon ha cả nhà. Cái nồi cháo đậu ăn với thịt kho cũng được, rồi ăn với đường cũng được, cái nhà ăn với đường cũng được, và cái nhà ăn với muối cũng được, cũng ngon. Và cái này thật nó có hai là ăn vậy thôi, cả nhà thấy không? Nó giống như nấu cháo bài lan của mình hay cả nhà ha. Ok. Bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà một dạng sự bình an trong cuộc sống ha. Một ngày mới vui vẻ bên người thân. Bye bye.